Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay gia đình mình đi hái cherry, hái hai loại luôn. Thì nãy giờ Nhung Hà hái một loại là gọi là Rainier cherry, nó màu giống vậy nè cả nhà. Đây, nó giống vậy đó. Trời, nó ngọt lắm luôn cả nhà ơi. Ông xã mình mê, ảnh cũng hái. Mình là hái nhiều nhất năm nay, Nhung Hà hái mà năm công nhận nha. Trái sạch sẽ, trái bự rất là ngon luôn. Năm sau Nhung Hà sẽ tới cả cái farm này hái tiếp cả nhà. Nó rất là ngon luôn. Đây gọi là Rainier, rất là ngọt cherry cả nhà. Mình hái được nguyên thùng rồi, bây giờ đi qua cái chỗ gọi là Binberry, là cherry đỏ cả nhà. Mình sẽ hái tiếp thêm thùng nữa nha. Trời ơi, mình nói con ơi, để mẹ, hai mẹ con mình khiêng cái cherry nó. Con trai nó nói không, để đó con, bây giờ con lớn rồi, con bưng được mà. À, nó bưng đi gọn ơ luôn nè cả nhà. Giỏi dễ sợ không. Wow. 23 pound cả nhà ơi. Ờ, 77 đô. Ờ, xe đi vần đi là 77 đô. Triệu mấy, 2 triệu cho cái thùng này. Đó. Đây cả nhà ơi. Đây là cherry màu đỏ nè. Đó, bây. Ồ, nhưng mà mình cần than cả nhà ơi. Nhường cái than cho cái anh kia rồi. Leo lên hái cái cherry này rồi chứ không có than rồi. Mà cả nhà ăn trái. Dâu tây, lộn bậy nữa. Cherry màu đen đỏ cả nhà. Ngọt đậm đà hơn là cái trái kia. Ngon quá. Ba trái này. Đó, nắm cho mẹ cái thùng con. Nắm. Ok. Trời ơi, đã. Trái bự chưa? Đã dễ sợ, nó bóng loáng luôn. Wow. Ham quá, công nhận nha, cái trái bên đây bự thiệt. Than thì lại nhường cho anh ta rồi. Giờ anh đi tìm than khác cả nhà. Trái đâu quá trời bự luôn nè. Đó. Chín rồi đó. Cái này là pink cherry đó. Trái mà nó chín là nó đen luôn vậy nè. Đã ha. Cả tay luôn. Sau Nhung Hà lại tới đi chỗ này hái tiếp. Chỗ này trái nhiều và bự ngon. Cà chum này cả nhà ơi. Hám chưa? Ui, mê quá, đi thôi. Hái hết cái chùm này luôn. Đây nè. Wow, đã gì đâu. Bên đây nữa nè cả nhà ơi. Đó. Mình mé, mình trèo lên, không có than nhưng mà cũng trèo lên hái luôn á. Ồ, bên kia là pink cherry nè cả nhà. À, không phải, bên kia là Rainier cherry. Cái này là pink cherry. Ồ, họ trồng gần nhau đó, là cả nhà biết sao không, để nó thụ phấn chéo đó. Ê, ông xã anh tìm ra cái than rồi cả nhà ơi. Ô, lên hái thôi. Úi rồi ôi. Mừng quá, có cái than là hái dễ rồi nha. Ừ, cầm đi con. Lên hái đi. À, bây giờ anh chàng nam mới chịu hái. Nãy giờ rủ anh hái anh chịu. À. Ok. Hái đi con. Honey, pick the bark for him and throw in, honey. Ô, hôm nay đi chơi vui ơi, vui nhà ơi. Hái đã cả cái tay luôn. Nam có mẹ giỏi bay. Lên coi con trai nó hái nè. Trời ơi, trái ở đây nhiều hen. Trời, nãy giờ hái được nhiêu đây rồi đó cả nhà. Cherry màu đỏ nè. Gọi là pink cherry nha. Đó. Khánh chứ. Ông cũng thích leo trèo giống mình chứ. Hồi nhỏ Nhung Hà còn trèo dừa luôn á nha. Đu như khỉ lên cây dừa luôn á. Xong hái dừa xuống đặng cho ông nội mình nó chặt ra đặng đi bán. Thôi nè. Nó ăn mấy trái thử rồi nhà ơi, mà cả nhà
Ngọt quá. Cái cherry này là ngọt đậm đà cả nhà. Còn cái cherry bên kia là ngọt và kiểu giống như đường luôn vậy đó. Hai loại nó có hai vị ngọt khác nhau. Ông xã mình ảnh ham, anh mê. Anh leo lên, anh leo xuống, anh hái cherry coi kìa cả nhà. Mê ha. Ăn thử đi con, ăn thử trái mẹ coi coi. Ngon lắm, thử đi con. Hai cha con. Nha mì á, ngọt ha. Mẹ thích cái trái này nè. Nó gọi là ngọt đậm đà, mẹ thích. Cái kia là nó ngọt liệm như đường luôn vậy đó. Cái này thì rẻ hơn á cả nhà ơi, có 2 đồng 25 sen thôi, còn cái loại mà loại này nè là 3 đồng 25 sen. Là gọi là Rainier á cả nhà. Đây nè, loại này nè. Nó ngọt như đường luôn vậy đó, rất là ngọt. Ngon. Nãy giờ mình ăn no bụng rồi nha. Ngon quá. Ngon. Hai cha con hái được nhiêu đây? Mình cũng hái được một mớ. Trời ơi đã ha cả nhà ha. Ôi nó bóng mà trái bự mà nó ngọt lắm cả nhà. Ngọt đậm đà ngon lắm. Mình thích cái loại này nè. Mà lại rẻ hơn nữa chứ cả nhà. Vừa ngon vừa rẻ loại này. Đó mình khoái. Đây cả nhà xem nó, nó chín rồi nè. Cây tia nhỏ nhỏ nhưng mà trái cũng ok lắm ạ. Đây. Cái này ông xã. Not big but lots of berry. Ui. À đây trời ơi. Cái chùm này nè. Ui đã luôn. Ui cả bằng tay luôn. Ngon quá. Đây nè. Quá trời luôn. Chùm luôn. Quá trời đã cái tay. Đây cả chùm nữa cả nhà. Đó. Đã ha. Đây. Nó rủ rủ ở dưới. Ủa có con mèo đâu vậy con? Ôi ơi có con mèo của ai vô tới đây luôn vậy? Nam mất chơi với con mèo. Mèo hoang cái gì á nhà ơi. Hello kitty. Kitty kitty kitty. Hello. Hello kitty kitty kitty. Cha nó kêu mẹ ơi cái cây này ở bên đây nhiều lắm mẹ ơi qua đây hái. Wow, để coi. Úi dồi ôi công nhận con. Trời ơi trái quá chừng luôn. Cảm ơn con nha. Trời ơi. That's a yeah he was right. Look at those. Really nice. Oh, nice one, honey. Yeah, thank you for do the ladder over here long way. Tôi nghĩ ông xã mang cái thang xa ơi xa qua cái cây này. Cảm ơn ông xã, cảm ơn con trai nha. Chùm cherry nè. Đã chưa? Mê dễ sợ luôn cả nhà ơi. Nó trái gì đâu mà ham chưa. Cái chùm này là nó chín hết trơn rồi cả nhà. Mê quá cả nhà ơi. Buồn ha, cái ngày nay là ngày cuối họ cho mình hái rồi. Thôi hẹn cả nhà hái cherry sang năm nha. Mình lucky ngày hôm nay mình đi hái chứ. Chưa, cái trái mê chưa. Nè con. Con lên lên thang con, lên thang. Nặng quá thì xuống, bỏ xuống dưới đi. Hả?
chùm đây nè, mê dễ sợ chứ cả nhà. Mùa này là đi farm là ta nói hái đã cái tay luôn. Cái chùm này đã chưa nè, có một trái hư, hái 4 trái thôi. Đó. Wow, công nhận cái cây này đã con ơi. Sao cây này nó ngon vậy mà không ai phát hiện ra con trai mình á. Nó địa qua. Nó thấy cái chỗ nó kêu kêu mẹ lẹ lên kìa, người ta hái hết trơn á. I see why. Cái đã ha. You could have put one thing around your neck and it would have hung right there in front of you. Wow, this thing is like a crazy one. Like an ice is going forward at the side. Right, it's loaded. It's loaded. Đã cái tay luôn, công nhận cây này hái đã tay luôn á. Giờ nó lớn mà nhà ơi, nó bưng thùng cherry nó đi gọn ơ vậy đó. Mình nặng cho giờ nó thanh niên rồi nhà ơi. Cái nhà xem nè, nó y như nho thân gỗ vậy đó, cà chùm đã ha. Đã thiệt luôn. Dạ, anh làm sợ quá. Cái trái nó không có được đỏ mà nó hơi đỏ đen à nha, nên là không có thấy được rõ cái trái. Nhưng mà y như công nhận giống nho thiệt. Good eye. Good eye. Wow. Yes. Ngay chỗ mẹ ngồi luôn hả? Hai chỗ mình ngồi là có nguyên cà chùm luôn. Đá gì đâu ạ nhà ơi, đây nè. Đá nào trái nấy là ngon. Đây cũng hai trái nè không. Trời, hôm nay Nhung Hà hái được cả thùng luôn á. Thùng kia nữa là hai thùng ngay chỗ này luôn nè. Đó. Trời đây nè, cả chùm nè. Wow, cả nhà thấy chưa? Nó bị ngược ánh sáng không người ta? Đây nè, đây đây đây. Đó, nhà thấy đã chưa nhà ơi. Đó, wow, cherry đã không ạ nhà? Trái gì đâu mà quá chừng đã luôn. Ở trên đây nè cả nhà. Đó. Cả chùm luôn nè. Wow. Mê thiệt. Trái này quá trời luôn. Đây đỏ rười rượi này. Ô cái trái đó hư rồi. Cái này hư. Nó càng đen là nó càng chín. Đỏ là nó chưa được chín. Đó, hái xong rồi cả nhà ơi, đầy thùng rồi. Trái trên cây ăn cả nhà ơi, mời cả nhà. Ngọt quá. Vói quanh đây hái mấy trái ăn đã rồi đi về. Đó, trời ơi thấy cả nhà. Mê quá hả? Ngon quá. Đã tay rồi. Hái hai loại đã. Bên trong nó cũng đỏ như mận vậy nhỉ. Răng mình nó cũng đỏ luôn á. Đây cả nhà xem nè. Quá chừng không thấy ngập mặt Nhung Hà luôn. Cherry yeah.
bây giờ nó lớn rồi, nhà nhờ được rồi. Lúc nào hai cha con cũng đi cùng với nhau trò chuyện hết á. Đây cũng là một loại của nó nữa nè. Họ trồng lẫn lộn giữa cherry này và cherry khác để cho nó thụ phấn. Chéo đó cả nhà. Ồ, cái cây này cây gì ta? Oh, look at that, what is it? Ôi, cây này cây gì à nhà ơi? You know what is it? What is that? Cây này cây gì mà trái quá trời luôn. Đã chưa? It's not apple, honey. Yeah, oh. No. Oh no, these are peaches. Or... No. Really? Apricot? Peaches or pears? Is it look like apricot to me? They're, because they're really young yet, I mean... Giống như apricot đó cả nhà ơi. Trời ơi, trái quá chừng luôn mê. Yeah, đã ha. Ham dễ sợ luôn. Trời ơi, còn bên đây là táo nè nhà ơi. Tới mùa táo mình quay lại đây ha. Mình quay cho cả nhà xem. Hái đã luôn á. Đây nè, trái này mê chưa. Ham dễ sợ luôn cả nhà. Trái bự. Bự so với nhà mình rất là nhiều luôn. Nè. Trái bự chưa. Wow. Đã chưa cả nhà. Mê chưa. Đã ha. Đây nữa nè cả nhà. Wow. Ủa chào ơi, cái trái này nó đã bự bé lớn rồi nè cả nhà. Trời ơi, cái trái này to chưa. Oh my god. 21 pounds. Thank you so much. How much honey? 21.35 pounds. Ha. Can I help you with something? Thì cứ 1 pound là 2 đồng 25 cent là cái loại red này. Loại Rainier lần trước mình hái, thùng trước mình hái là 3 đồng 25 cent. Đó, hai thùng cherry của ngày hôm nay đây cả nhà. Đã chưa? Đã dễ sợ chứ cả nhà. Xong rồi ghé thăm chị Pam cả nhà, xong rồi đi về cả nhà. Will you get some help? Hi. Hello, I don't see you last year. I didn't even know that was you guys. Hello. Oh my goodness, good to see you. Yeah, she's bản thân. Orange over in Eastern. It's some vegetable from my garden. Oh, thank you. You're welcome. Oh, yummy. I'm gonna go put them in okay, the fridge. Okay. Nice. Đi hái cherry đã đời rồi, bây giờ mới về ăn. Qua họ chim cá cái miếng sao giòn dữ ha, giòn không? Ui, nóng dữ ạ. Ở giờ lòng rồi. Hết sợ thôi. Bây giờ lòng rồi. Nóng quá. Họ chim giòn lắm cả nhà ơi, mình cả nhà nha. Bỏ rồi giòn. Cả nhà ơi, hành trình của gia đình mình đi hái cherry tới đây thôi ha cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà nhé. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ gia đình mình với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha. Thì tại vì là hôm nay là cherry ngày cuối nên là mình không có rủ cả nhà đi hái cherry nữa. Tại hết mùa luôn rồi. Mình đi đúng ngày cuối luôn cả nhà. Nên là không có rủ. Nhưng mà lần sau đi hái đào mình sẽ rủ cả nhà. Đó, thôi bye bye cả nhà nha.